Xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube cũng như các nền tảng khác của công ty cổ phần âm thanh Sao Mai, saomaiaudio.com. Công ty Sao Mai Audio chúng tôi được thành lập từ năm tháng 6 năm 2005 cho đến hôm nay. Chúng tôi hoạt động liên tục được 17 năm trong lĩnh vực kinh doanh âm thanh và ánh sáng chuyên nghiệp. Trong ảnh chúng ta đang xem đó là khuôn viên cuối của nhà thờ lớn Hà Nội. Tên chính thức là nhà thờ chính tòa Thánh Du Xe, hay là nhà còn gọi tắt là nhà thờ chính tòa Hà Nội. Nhà thờ được cung hiến vào năm 1887, được Đức cha Pugnio, tức là Đức cha Phước, xây dựng. Sau hai trụ sở chính của giáo phận Hà Nội gồm nhà thờ Vĩnh Trụ và Vương cung Thánh đường Sở Kiện, thì nhà thờ lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa hiện nay. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thành Hà Nội. Chúng ta có thể, chúng tôi hay gọi đùa nhau là đây là Notre Dame de Hà Nội. Năm 2020 thì cha tổng đại diện Anton Thắng đã về và ngài quyết định là trùng tu, tôn tạo và nâng cấp nhà thờ, sửa chữa. Trong các hạng mục thì chúng ta xem thấy đây, ngài đã vừa cho bóc áo và sơn lại toàn bộ bên ngoài nhà thờ, củng cố hệ thống lại bên trong và nâng cấp hệ toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng của nhà thờ. Sao Mai Audio được cha tổng đại diện kiểm tra và xem xét và quyết định lựa chọn chúng tôi là đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống âm thanh và nâng cấp hệ thống âm thanh trong nhà thờ. Từ thời cha Chính Ngân, những năm 2005, ngài đã là người tiên phong lắp đặt một hệ thống loa Bose MA12 trong nhà thờ và loa Bose 402 Serie 3 bên ngoài nhà thờ. Sau 17 năm hoạt động liên tục thì một số loa cũng có dấu hiệu là già và yếu đi, nhưng mà bên trong nhà thờ thì gồm có 16 loa MA12 vẫn hoạt động tốt. Sao Mai Audio đã dựa trên nền tảng cũ để bổ sung và nâng cấp hệ thống âm thanh. Chúng tôi đã bổ sung và lắp đặt lại toàn bộ hệ thống loa trong nhà thờ với các loa MA12 mới bổ sung, và bên ngoài chúng tôi cũng làm lại hệ thống loa cho phần chung quanh và cuối nhà thờ. Chung quanh thì Sao Mai Audio vẫn giữ loại loa 402 bổ sung series 4 thêm vào. Còn cuối nhà thờ chúng tôi quyết định lắp đặt 4 loa AMU của Bose. Đây dòng loa mới nhất dùng cho các sân vận động. Tên đầy đủ của nó là Bose 208 Arena Match Utility, dòng loa chịu nước với công suất gần như gấp đôi loa 402, tức là 300W trên một quả. Hôm nay Sao Mai Audio đang hạ 4 quả loa Bose 02 series 4 mà chúng tôi cho nắp mà tạo trong quá trình chờ hàng về, để thay bằng 4 quả loa AMU 208. Rất mong có điều kiện mời bạn ghé qua thăm ngôi nhà thờ lịch sử nổi tiếng và hào hùng này, cũng như nếu như các bạn biết về Đức cha Phước, Đức cha Pugnio là một trong, có thể nói là một trong hai đại ân nhân của cái đất Hà Nội. Ngài đã kiến tạo và mang toàn bộ tài sản cũng như mọi cái tiềm lực của ngài có và tất cả những cái gì ngài huy động được để đóng góp xây dựng cho Hà Nội, trong đó có rất nhiều công trình cho đến giờ vẫn còn nổi tiếng như Bệnh viện Đa Phổi Trung ương, khách sạn La Thành, trường Trưng Vương, trường Việt Đức, rồi nhà thờ lớn Hà Nội, Vương cung Thánh đường Sở Kiện. Đấy là toàn là những công trình mà Đức cha đã kiến tạo, đặc biệt là đối với nền giáo dục và văn hóa của Hà Nội thì Đức cha là người đặt những cái viên
vạch nền móng rất là vững chắc cho các cái sự phát triển của Hà Nội sau này. Xin cảm ơn các bạn và sau mai rất hân hạnh được chờ đón các bạn trở lại vào các video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.